Rồi, hello anh em nha. Hôm nay là dành mấy phút chủ nhật. Đây, cái vấn đề chính là có mấy anh em, đang mà nói một số người thôi, mới chưa bán hàng online hoặc chuẩn bị và đang sẽ bán. Thì mấy anh em hỏi là bây giờ làm sao đỡ bán được hàng. Cái đầu tiên thôi, đối với những người bình thường thôi, quốc dân, số đông. Thì mà theo kinh nghiệm của mình á, do mình cũng không có trường lớp gì hết, thì đơn giản muốn bán hàng online, trước tiên là mình phải có sản phẩm. Sản phẩm ở đây là cái gì? Là hình ảnh. Mình nói nhanh nha anh em, tại có mấy phút. Cái thứ hai là muốn bán được hàng phải tiếp cận được khách hàng. Mà muốn đó thì hai yếu tố đó mình vạch ra rồi đúng không? Bây giờ mình gạch đầu dòng nhỏ nhỏ. Bây giờ có làm sao được có hình ảnh? Có hình ảnh thôi thì phải có cái sản phẩm đó. Sản phẩm đó bây giờ có thể là mình lấy đồ trong nhà của mình, xe cộ, máy móc thiết bị gì đó, hay nồi niêu xoong cháo ví dụ như đi. Đó là mà đã có hình rồi. Đó chứ không phải như hồi xưa là phải có sản phẩm hữu hình, phải nắm bắt được tại cửa hàng, tôi tới tôi coi tôi mua, giờ chỉ cần hình thôi đó là có tiền rồi, anh em hiểu không? Đó, hoặc là giao lưu với những cái người mà có nguồn hàng đó, ví dụ như là gần anh em để tiện tới luôn thôi, chỉ cần quan hệ tốt thôi, vui vẻ nhau là tới chụp hình thôi. Ví dụ tới chỗ mình đi, mình đang nói cái câu chuyện thôi chứ không phải mình nói để mình lôi kéo anh em tới đây, mà anh em có tới đây cũng tiếp hết, anh em hiểu không? Chụp hình đăng lên xong, cái đầu tiên là chịu khó thôi. Rồi cái thứ hai, khách hàng sao tiếp cận được? Thì bây giờ Việt Nam mình có những nền tảng gì? Zalo, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, phải chưa? Tùm lum hết. Thì sau khi có cái gì làm, mình chơi hết những cái đó rồi mình sẽ double lên, gấp 3 lên, gấp 4 lên. Ví dụ Facebook mình xài 2 Facebook, xài 3 Facebook, ví dụ vậy đó. Nói chung là nó rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mình vạch ra được hai cái đó rồi, là phải có hình ảnh và có nhiều ad, tất cả đều miễn phí hết. Cái việc còn lại là anh chịu khó thôi, và anh kiên định với những gì mà anh phải nghĩ. Nó phải là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Ví dụ mình bán ở đây dài cũng 2-3 năm nó mới có lượng khách đông, anh em hiểu không? Chứ đâu tự nhiên 1-2 ngày sao ra bán được. Làm cái gì cũng phải có thời gian theo thứ tự. Chứ còn cái việc mà hay không á, hay dớ hay không á, cái việc đó là cái việc của thời gian đó. Còn cái việc đầu tiên là mình giống như mình phải nắm lý thuyết trước, cái quy trình nó là như vậy, từng bước ABC gì đó, nhịp dài ví dụ vậy. Còn cái việc mà thời gian hay hay không là cái sự biến tấu sáng tạo của từng người, mà phải có yếu tố thời gian. Mình làm nhiều tự nhiên mình cảm nhận được rồi, môn gì cũng vậy đó. Chứ giáo viên nhiều khi người ta dạy lý thuyết thôi chứ người ta chưa có thực hành được cái phần đó. Cho nên ấy là nó cũng rất là nhiều thứ. Mà cái video này nó có mấy phút rồi anh em, cho nên là mình không có nói được nhiều. Đó, cho nên là có một số anh em nào nếu mà quan tâm về online đó, thì có thể anh em nào trình cao hơn thì chia sẻ lại cho mình thôi, cũng bình thường thôi, mình chia sẻ lẫn nhau thôi. Chứ còn thật sự không bao giờ là nói biết hết được. Biết nhiều thì càng nhiều càng tốt, không thể biết hết được. Đó, nó có rất là nhiều nha anh em, nhưng quan trọng cái clip này là lửa mình đưa lửa, truyền lửa tới anh em thôi, biết không? Lửa dạ thôi. Còn anh em nào có nhu cầu gì mình cũng tiếp hết á, cao thủ mình tiếp ranh cao thủ dạ thôi anh em, ranh đồng ranh bạc xuống mình tiếp kêu khác đó. Đó mình riêng nói góc độ online thôi nha, xin lỗi cho mình không nói là những chuyện khác nó nhiều quá, tại vì trên đây có nhiều người lớn. Còn riêng cái chuyện bán online là mình bán mấy năm rồi, nói chung mình cũng có cảm nhận được. Mà ở đây sáng nay mình trả lời hai câu hỏi đó thôi, có một số người là anh em là hay thắc mắc thôi. Đó, sản phẩm nói chung là phải có hình ảnh trước, tiếp theo là nền tảng Facebook, Zalo, đang và để lặp đi lặp lại cộng với yếu tố